Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc thực hiện công tác phòng chống dịch đang được đội ngũ cán bộ y tế các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện với những cách làm phù hợp. Trong đó, vai trò của hệ thống y tế cơ sở đã được phát huy. Ghi nhận của phóng viên tại huyện biên giới Bát Sát. Tăng cường bám địa bàn, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con trong thôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là công việc được chị Bàn Thị Tòng, cán bộ y tế thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát tăng cường thực hiện trong đợt cao điểm này. Mình ở đây thì cũng phối kết hợp với lại trưởng thôn, với lại tổ phòng chống dịch ở trong thôn thì đi rà soát điều tra xem người dân có hộ gia đình nào mới đây có hay ai đi ra ngoài tỉnh hay là đi chơi đâu xa về thì phải đi ra trạm để khai báo y tế. Được cán bộ tuyên truyền rồi, mình bảo con cháu không tụ tập ăn uống đông người nữa. Đi làm ruộng làm nương xong thì về nhà luôn, không đi chơi xa nữa, mong dịch không đến thôn mình. Huyện Bát Sát hiện có 150 cán bộ y tế thôn bản. Đây là lực lượng gần dân nhất, nắm địa bàn nhanh nhất. Qua đó kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn chủ động thực hiện sớm, kịp thời và hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay từ chính mỗi hộ gia đình, từng thôn bản. Y tế thôn bản của các thôn bản ở các xã mà người ta phát huy, người ta thực hiện đúng theo cái chỉ đạo của trên thì người ta đã thường xuyên bám sát người dân, rồi quán xuyến, rồi nắm bắt được cái đối tượng đi đến về trong cộng đồng, những người nào mà về ở vùng dịch, người nào không và những cái nhập cảnh để người ta báo cáo kịp thời với cấp chính quyền địa phương để mình có những biện pháp xử lý thì cái việc đó hiệu quả sẽ cao lên. Chúng tôi cũng đã phân công cụ thể cho anh em cán bộ của trạm là phụ trách cái mảng giám sát dịch rồi cũng như là báo cáo dịch hàng ngày theo ngành dọc về trung tâm cũng như là báo cáo sang ban chỉ đạo của xã hàng ngày. Từ đội ngũ y tế thôn bản có chuyên môn nghiệp vụ cùng với sự nhiệt tình trách nhiệm nên trong những ngày cao điểm vừa qua, huyện Bát Sát đã thực hiện tốt công tác khám sàng lọc, phân loại, đưa 3 người là F1 đi cách ly tập trung, hướng dẫn 30 người là đối tượng F2 thực hiện tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Và mỗi cán bộ y tế ở các thôn bản chính là lực lượng nòng cốt giúp ngành y tế Bát Sát thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ chính mỗi gia đình, hướng tới mục tiêu cho một cộng đồng an toàn,